một năm học trôi qua, lượng kiến thức từ nhà trường, thầy cô và sách giáo khoa là rất lớn. Và liệu rằng khi mà kết thúc năm học thì lượng kiến thức mình còn ghi nhớ được là bao nhiêu? Mình luôn tự hỏi về điều đó. Hoặc là khi mình đọc 5, 10, thậm chí là 20, 30 quyển sách thì lượng kiến thức còn đọng lại sau một thời gian là bao nhiêu? Khi mà công sức mình bỏ ra để học tập, đọc sách là rất lớn nhưng mình lại không nhớ được thì nó sẽ dẫn đến cho mình một cái nỗi sợ học. Đó là những cảm giác mà mình từng trải qua. Thực ra cái việc quên đi những kiến thức mà mình không thường xuyên dùng đến, không được ôn lại, đó là một cơ chế của não bộ để bảo vệ cho mình không bị quá tải thông tin. Cho nên là quên đi những kiến thức cũ là một chuyện hết sức bình thường. Vậy thì làm sao chúng ta có thể hệ thống kiến thức thành những nội dung tinh gọn và lưu trữ được lâu? Thì mình muốn giới thiệu với các bạn một phương pháp tên là sơ đồ tư duy. Nhờ vào phương pháp này mà những kiến thức đã học hay là những đầu sách đã đọc qua, mình có thể hệ thống lại và lưu trữ lâu nhất có thể. Trải lòng một chút thì mình tin chắc là cái việc học trước quên sau là một nỗi thống khổ của tất cả các bạn học sinh sinh viên thời đi học. Lúc trước và những kỳ thi học kỳ hay là những kỳ thi cuối cấp thì mình lúc nào cũng phải học thuộc lòng một sắp đề cương cực kỳ dày, và có những cái bài học mình đã học từ đầu năm nhưng mà tới lúc thi thì mình hoàn toàn không nhớ gì cả, và nó giống như là mình phải học lại từ đầu một cái bài học mới. Nếu như không cắn răng mà học thì hậu quả các bạn cũng biết rồi đó. Bỏ qua đi cái quá trình học hành thì những cái kiến thức mà mình đã học mình cần phải áp dụng vào công việc, vào đời sống. Nên khi mỗi lần mình cần đến một kiến thức nào đó, nếu như mà mình không nhớ trong đầu, mình cần phải lục lại tài liệu, sách vở các thứ, nó sẽ rất là mất thời gian, dẫn đến là hiệu quả công việc của mình không tốt và không tạo được ấn tượng trong mắt đồng nghiệp hay là cấp trên. Và cái điều tồi tệ nhất là khi mà mình đã cố gắng rất nhiều, cố gắng học, cố gắng đọc nhiều sách các thứ nhưng mà mình lại không nhớ được bao nhiêu, nó sẽ dẫn đến cho mình một cái nỗi sợ học. Mình sẽ cảm thấy rất là ngán ngẩm khi mà bắt đầu học hay là bắt đầu một quyển sách mới. Chắc nhiều bạn cũng giống mình, và khi mà mình biết đến phương pháp Mind Map thì việc học của mình đã được cải thiện hơn rất nhiều. Sau này khi đọc nhiều sách thì mình vẫn có thể hệ thống lại và ghi nhớ được lâu dài. Từ đó mà việc học bài, đọc sách, ghi nhớ thông tin đối với mình cũng trở nên đơn giản hơn, tiết kiệm được thời gian, công sức và hiệu quả mang lại cũng rất tốt. Mình sẽ cho các bạn thấy vì sao Mind Map lại có sức mạnh to lớn như vậy. Nhìn vào màn hình thì các bạn có thể thấy một bên là trình bày theo dạng văn bản thông thường, viết rất là dài dòng. Còn một bên thì cực kỳ tinh gọn, chỉ chắt lọc những từ khóa và trình bày một cách hệ thống, logic. Cụ thể thì bên trình bày dạng văn bản viết rất là nhiều chữ, cho nên mình cần có thời gian để đọc từng câu chữ một thì mình mới có thể hiểu được văn bản đang muốn nói điều gì. Cũng là nội dung trên, nhưng nếu được trình bày theo dạng sơ đồ tư duy thì mình chỉ chắt lọc những từ khóa và trình bày với dạng sơ đồ, thể hiện được mối quan hệ giữa các từ khóa với nhau. Nhờ vậy mà mình rất nhanh chóng và dễ dàng nắm bắt được tổng thể của vấn đề, những cái nội dung then chốt nhất cũng như là mối quan hệ giữa các ý chính. Và tất nhiên khi mà nội dung được tinh gọn lại thì mình sẽ dễ dàng ghi nhớ và lưu trữ được lâu hơn. Khi mà mình nắm vững được phương pháp này thì việc vượt qua các kỳ thi nó cũng phần nào nhẹ nhàng hơn, đặc biệt là mình có thể áp dụng cho các mục tiêu lớn hơn trong quá trình học đại học hay là quá trình đi làm sau này. Mặc dù đây là một phương pháp rất có giá trị, nhưng mà rất tiếc là nó không được đưa vào giảng dạy ở ghế nhà trường một cách chi tiết, mà nó là một cái mà chúng ta cần phải tự tìm hiểu. Vì vậy mà mình rất muốn có thể chia sẻ với các bạn một cách thực sự bài bản và chi tiết dựa vào khả năng của mình để các bạn có thể hiểu rõ hơn qua video này. Cụ thể hơn thì Mind Map là gì? Mind Map hay sơ đồ tư duy là một phương pháp giúp ta có thể ghi chép thông tin dưới dạng lược đồ phân nhánh. Mục đích chính là để cho nội dung có thể được trình bày một cách trực quan và ngắn gọn, và khi nhìn lại chúng ta có thể dễ dàng thấy được tổng thể của nội dung. Cụ thể hơn thì chúng ta cần làm gì để tạo ra được một sơ đồ tư duy? Đầu tiên là mình cần có một nội dung dạng văn bản mà mình cần phải chuyển sang dạng sơ đồ tư duy. Nó có thể là nội dung bài học trên lớp hay là nội dung sách. Và bây giờ mình sẽ chuyển nó sang dạng Mind Map. Mình sẽ cố gắng nói chậm và kỹ phần này. Để tạo sơ đồ tư duy thì mình có thể vẽ tay trên giấy hay là vẽ trên laptop, máy tính bảng đều ok. Lưu ý giúp mình là chúng ta nên sử dụng những tờ giấy trắng không có sọc kẽ, bởi vì sơ đồ tư duy là một dạng biểu đồ được thể hiện một cách rất là tự do, thoải mái. Cho nên khi mà mình sử dụng giấy trắng không có sọc kẽ thì nó sẽ đi đúng với tiêu chí tự do sáng tạo của sơ đồ tư duy. Việc đầu tiên khi bắt tay vào làm đó là mình cần phải xác định được chủ đề chính và tất cả các từ khóa của đoạn văn bản. Nếu mà văn bản của mình được trình bày có tiêu đề, có đề mục rõ ràng thì mình sẽ rất là dễ dàng xác định được chủ đề chính cũng như các từ khóa, bởi vì nó thường nằm ở phần tiêu đề và các phần đề mục.
Tuy nhiên, cách tốt nhất để xác định đúng các từ khóa đó là mình cần phải hiểu bài, cần phải hiểu rõ nội dung mà mình đang thực hiện. Quá trình này, mình cần phải chắt lọc từ khóa một cách ngắn gọn, xúc tích, nhưng mà vẫn đảm bảo tính đầy đủ, để khi nhìn vào mình vẫn hiểu và gợi nhớ được nội dung bài học. Thường thì mình sẽ dùng bút highlight để làm việc này. Sau khi đã lọc ra các từ khóa thì mình sẽ bắt đầu trình bày lại theo dạng sơ đồ tư duy. Phần chủ đề thì mình sẽ đặt ở trọng tâm tờ giấy, và có bao nhiêu ý chính thì mình sẽ chia ra bấy nhiêu nhánh. Rồi từ các nhánh chính mình sẽ rẽ thêm các nhánh phụ, và từ các nhánh phụ đó mình vẫn có thể tiếp tục phân nhánh cho đến khi nào mà biểu đồ của mình được đầy đủ và chi tiết. Khi mà mình hiểu rõ nội dung thì những từ khóa chính phụ được sắp xếp như thế nào, tổ chức liên kết ra làm sao sẽ khá là dễ dàng. Còn nếu như mình không biết phải sắp xếp như thế nào, cảm thấy bị rối thì cho thấy là mình vẫn chưa có hiểu rõ được nội dung bài học. Lúc đó mình cần có thời gian để nghiền ngẫm lại hoặc là nhờ đến sự trợ giúp của thầy cô, bạn bè để có thể hiểu sâu hơn nội dung của bài học. Và khi mà mình đã hiểu rõ rồi thì mình sẽ bắt đầu lại quá trình lọc từ khóa và sắp xếp vào sơ đồ tư duy. Ngoài ra mình còn có một tip để giúp cho sơ đồ tư duy của mình được trình bày dễ nhìn hơn. Đó là phần tiêu đề và các từ khóa chính thì mình sẽ viết to và dùng các màu sắc nổi bật để trình bày. Các ý càng phụ thì mình sẽ viết càng nhỏ và dùng các màu sắc chậm hơn. Có những bạn khéo tay trình bày sơ đồ tư duy rất là đẹp, nhìn vào rất là thích mắt, rất là mê. Điều đó tất nhiên là rất tốt, tuy nhiên nó cũng không thực sự cần thiết. Nếu mình không khéo tay thì cũng không sao cả. Quan trọng nhất là mình cần lọc từ khóa một cách chính xác, ngắn gọn, đưa vào sơ đồ tư duy một cách hợp lý, logic và trình bày sao cho dễ nhìn. Nhìn vào là biết ngay cái nào là chính, cái nào là phụ và cái nào liên quan đến cái nào. Ngoài ra thì mình có thể vẽ thêm một vài ký hiệu để giúp cho mình có thể gợi nhớ tốt hơn. Tuy nhiên là điều đó cũng không phải là bắt buộc. Và sau khi mình hoàn thành được sơ đồ tư duy thì mình luôn nhận ra một điều là trong cái quá trình mà mình lọc từ khóa cũng như là lúc vẽ lại sơ đồ tư duy thì mình cần phải tư duy rất nhiều, và điều đó giúp cho mình hiểu sâu sắc nội dung bài học. Khi mà mình hiểu sâu, tất nhiên mình sẽ ghi nhớ được lâu hơn. Và sau khi thực hiện xong sơ đồ tư duy, mình nhìn vào mình có thể thấy được tổng thể nội dung của bài học. Đó cũng là một cái công đoạn giúp cho mình ghi nhớ tốt hơn. Và lúc này mình sẽ thực hiện thêm một công đoạn nữa, đó là mình sẽ nhìn vào sơ đồ tư duy và mình sẽ trình bày lại theo kiểu đoạn văn. Nếu như mà mình có thể nói một cách dễ dàng và trôi chảy, nó cho thấy mình đã hiểu rất là rõ, rất là sâu được nội dung bài học. Và hành động đó cũng một lần nữa giúp cho nội dung bài học in sâu vào tâm trí của mình. Nói tóm lại thì hiểu sâu sắc nội dung bài học, nắm được tổng thể vấn đề một cách có hệ thống sẽ giúp cho mình có thể nhớ được tối đa thông tin một cách lâu dài. Nhiều năm sau có thể mình sẽ không còn nhớ chính xác được những cái từ ngữ dùng trong bài học, nhưng mà mình đã hiểu thì mình có thể diễn đạt lại bằng từ ngữ của mình và người khác vẫn có thể hiểu được những cái ý mà mình trình bày, như kiểu là những cái kiến thức đó đã trở thành một phần trong con người mình. Ngoài ra thì mind map cũng là một cách để mình lên ý tưởng, trình bày ý tưởng, hay là để mình hệ thống vấn đề và giải quyết vấn đề. Nếu có dịp thì mình sẽ trình bày với các bạn ở các video sau. Vì vậy mà đừng quên bấm vào nút chuông đăng ký và cho mình một like. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video kỳ sau.